Giới thiệu anh em, đây là cá lao kiến nằm trong tiểu thuyết giữa cá la hán. Đây là cá phi thái ra. Thì cá lao kiến sau khi anh em cắt cạnh hai bên, cạnh dưới, cạnh trên và mổ ngang ruột, thì khâu tiếp theo của cá lao kiến là mình phải chà. Chà cho nó sạch, tại cá này nó bám rong, bám dơ nhiều. Bắt con cá này cực khó. Dạy yêu nó cứng lắm. Mình phải đi đèo mương lội suối mới bắt. Đúng rồi. Ở đây là ba nhân vật á, phải lội bộ 12 cây số. Để đến cái đồi suối bên kia mới có cá lao kiến để văng. Mình tay mình thì không có gì ngoài cá với đúng rồi. Miền Tây quê tôi không có gì hết, chỉ có cá thôi. Đi đâu cũng cá. Đây, cá lao kiến rất là to. Để biết to hay không thì anh em thấy nè, đó. Đo theo găng tay dễ nhìn. Tại nhiều anh em nói là tôi quay gần thì to thôi. Nhưng mà đưa cái tay ra thì anh em thấy kích thước khác. Giống như người ta bắt mực, người ta bỏ cây viết vô vậy đó. Để anh em biết kích thước con mực. Đây là con quái vật. Quái vật đầu đàn của bộ tiểu thuyết cá lao kiến lai cá la hán. Thì nó sẽ ra con lai là cá lao hán. Lao hán hả? Em cá lao hán hả? Thì con cá lao kiến với con cá la hán nó lai ra con lao hán. Này mà nếu muốn ngon đó là... Đây là tiểu thuyết bí mật về cá lao kiến mà. Này là bàn chải là để làm cá riêng chứ không phải là bàn chải giặt đồ rồi nghe bạn. Bàn chải riêng luôn phải không? Phải riêng đó. Nó phải có một loại riêng đó. Ở đây là anh em phải đi bộ thêm 15 cây số ra ngoài đô thị á, mua hai cái bàn chải, ba cái luôn nè. Anh em thấy hai cái mới nè, 1, 2, còn cái này cái cũ. Này là do mình làm lâu rồi nó cái này là ông bạn này ông chà da trâu nè nên nó đen nè. Còn hai cái kia mới mua đó anh em thấy không, mới chát luôn đó. Đó là mọi người đang thâu chà cá lao kiến. Còn bự à, thì thường cá lao kiến này thường anh em Đồng Tháp với Cần Thơ chỉ có hai món chính thôi, một là luộc sả với nước dừa, hai là nướng với ớt. Ngoài ra anh em nào có sáng chế ra ăn tái thì comment cho chúng tôi coi chứ chúng tôi chưa dám ăn. Anh em nào tái ăn mùa tạc gì đó thì anh em quay lại rồi chúng ta cùng thảo luận. Rất là dày á các bạn. Nó không có dễ các bạn. Cái lớp cứng đó phải không? Lớp cứng nó như dạng như là con cá sấu vậy các bạn. Ai mà không biết là không dám ăn đó các bạn. Đúng rồi, bước xuống tưởng cá sấu con nó ruột không phải không? Bước xuống ruộng. Phải thôi là cá này rất là ngon mà được cái nhìn người, được cái nhìn vẻ bề ngoài vậy, ngoài xấu xí bên trong rất là ngon các bạn. Đây đó, đây là thành quả của chúng tôi. Cắt xong rồi. Ruột nó là trắng phao các bạn. Hoành tráng, hoành tráng. Còn đây là
cá phi, thái phi lê ra. Một phần thì phơi khô một nắng rồi nhậu sương sương, một phần thì nhúng lẩu dám ăn. Mà suốt ngày cứ nhậu kiểu này chắc ở nhà đuổi ra đường luôn quá. Chồng sống nhỏ đó cho em. Chết mẹ rồi. Trời ơi. Ông sợ hả? Ông sợ hả? Rồi. Cũng nhiều quá ha, nguyên gỗ luôn kìa. Sau khi xong thì mình dẹp dọn sạch sẽ các bạn. Dẹp dọn sạch sẽ rồi, chúng ta đến khâu tiếp theo là nêm nước và luộc xả thôi. Anh em tiếp tục theo dõi nha. Khoan, rồi bắt đầu action. Rồi. Sau khi làm cá xong thì anh em đi cải dừa ha bạn. Được hai cái dừa lửa rất là siêu to khổng lồ ha. Siêu to khổng lồ. Hãy để hai bên ngực của bạn ơi. Đó, đây là vô địch đối thủ luôn. Bạn là nghiệt ngã nhất của năm nay hả? Mình chậm dừa trước rồi mình đi ấy xả thôi các bạn. Rồi ok bạn. Rồi bạn đi lấy xả đâu vậy? Để mình quay bạn đi lấy xả luôn. Đây hả? Đây đâu có đâu. Xả đâu chú? Xả sao không? Rồi đi bứng xả anh em ơi. Nhổ luôn. Rồi bạn ấy sẽ dùng năng lực siêu nhiên của một lực dương để nhổ một buổi xả cực kỳ đơn giản, ai cũng nhổ được. Đây đúng là một công việc thật phi thường. Yeah, bạn ấy đã nhổ thành công. Mà mình nói bạn nghe nhỏ nghe này, xả người ta đi ăn cắp á. Đừng la lớn chúng nghe lại nó bắt chết. Đây mình có xả rồi các bạn, mình có nước dừa là xong rồi. Rồi. Bạn ơi, bạn ruộng ba cái lá xả già bạn bỏ ra cho nó gọn. Mà gọn cái xả kia thấy ghê vậy. Cắt cái này bỏ đi, cái tay hơi cá gần luôn mà. Rồi bạn ấy đã đến câu màng xả. Con nó một cánh nó bay đó. Mình làm việc khác không cần nó còn sống đó. Xong chưa? Hai bạn lặt xả lâu quá vậy? Đại hết cái đó luôn đi. Đó. Rồi, câu dọn dẹp rồi cái đó đi. Đúng rồi, hợp lý. Khỏi, cuộn lá lại luộc luôn. Luộc luôn hả? Này bỏ đây luôn. Cắt bỏ khúc già đó. Ừ. Rồi, ruộng lại. Để cặp bên đi. Rồi, ok, hoàn tất. Yeah, anh em ơi, mình tới khâu luộc thôi, chặt dừa. Tiếp theo mình chặt dừa các bạn. Để nói về chặt dừa, lý do sao mình biết chặt dừa các bạn. Hồi đó mình có một ghệ ở Bánh Tre các bạn. Bánh Tre lắm hả? Bạn ở Cà Mau, bạn quen tới Bánh Tre luôn. Hồi đó mình quen ghệ Bánh Tre các bạn. Về nhà nó không biết chặt dừa bạn. Cha mẹ nó không chịu cho quen các bạn. Mình tức quá mình về tạm chặt dừa bạn. Bạn tức quá về bạn tạm á, bạn tạm hết mấy quầy dừa rồi. Bạn tập hết mấy quầy rồi. Rồi. Tôi thấy bạn tập kìa. Kết quả thất bại của bạn rồi. Trời ơi. Ôi, đây tôi chặt cho bạn ơi. Bạn nhìn tôi biểu diễn nè. Khổ quá. Tiên cầm giùm anh đi. Đừng có đụng đâu ha. Đó. Đặt đó. Đây mình chặt cho bạn coi nè. Đây, chặt cho. Bạn chặt bỏ hai tay kia đi. Ok. Cái tay cầm trên kìa. Trời ơi, mình mà đó, có cái gốc nó bay lớn. Giặt rộng ra. Sâu quá rồi. Giặt đứng quá rồi. Ta giặt hơi xéo lài xuống. Ừ, xéo lài gì đó, đúng rồi, hợp lý. Mình nhờ mình chặt vậy đó, ghệ mình bỏ mình luôn các bạn. Nhờ chặt đi ghệ bỏ luôn hả? Để mình bẻ mấy chỗ nha mấy bạn. Còn bạn này đi bẻ ổi. Cái lưỡi cái giống ổi này nó không có mọc ở trên cái cành mà nó ấy ông nó mọc ngay cái cây luôn các bạn ơi. Wow. Bạn này
dùng sức lực dương nó bẻ ba chứ ở thật đơn giản. Rồi bạn bè chúng ta đã hoàn tất việc chặt hai trái dừa. Nước dừa xong thì được một ca nước dừa các bạn. Chờ cho mình hỏi là bạn chặt dừa xong bạn gái có quay lại chưa? Nó chia tay luôn à? Nhân vật chú Út trong chuyện cô Tích, cô Tám và 12 gã liệt sĩ. Chú Út đã đổ nước dừa và chú Út đang nêm muối hả? Nêm muối nữa. Muối hả? Mặn không trời? Cũng chắc không, cũng hơi được. Thêm ít nước mắm đường bột ngọt là được rồi. Rồi. Bột ngọt rồi. Tí rồi, được rồi. Rồi xả đâu rồi? Anh em nào nãy rửa xả đâu rồi? Này mấy bạn thấy cái chương trình mình làm đủ để nè, ăn không được là đổ bỏ luôn. Đây, chúng ta bắt đầu đến khâu luộc xả cá lau kiến anh em ơi. Đây đây đây. Đó, tôi bắt đầu gọng ra cho anh em thấy. Đập ra luôn. Đó. Rồi. Xong thì xả chúng ta tiếp theo là cắt khúc ra gió dễ. cắt khúc ra lá đập dập cái đầu phải không chú? Đầu đít gì cũng đập cho nó dập hết trơn á. Đập dập cho nó mau ra thôi. Còn cánh thớt đâu anh em? Tôi xin cái cánh thớt ơi. Ủa nãy rửa chưa vậy? Rồi. Cánh thớt đâu rồi? Rồi. Yeah, đã có cánh thớt. Nhẹ nhẹ thôi chú ơi, sắp cái bàn. Ê, 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 gớt dao, gớt dao. Rồi bây giờ các mình sắt khúc nha mấy bạn. Anh em nhớ truy cập kênh YouTube Sáng Tối TV của mình nha, để theo dõi. À, bắt đầu nãy tới khâu sắt khúc. Anh ấy sắt khúc mà cái bàn như đưa võng gì đó. Nhiều khi tôi không hỏi thắc mắc là anh ấy đang sắt hay là đang đưa nữa. Rồi xong rồi đấy. Anh này chắc chuyên đưa chuyên đẩy nè, nên anh có kỹ thuật. Anh có kỹ thuật đưa đẩy. Ba cục luôn đó. Rồi, ba cục. Đưa vô nó cho nó thơm nha các bạn ơi. Rồi, yeah. Bỏ vào. Đó. Rồi. Rồi bây giờ là chúng ta nấu sôi lên rồi bỏ cá vô hay bỏ vô rồi nấu cho sôi? À, nó sôi trước mình mới bỏ vô. Sôi rồi mới bỏ cá vô đúng không? Không có cho nó tanh nha các bạn. Mình nấu xả cho nó ra chất xả các bạn. Xả rồi xong xuôi nó lụm được. Rồi, đây, đây là xả và nước dừa. Nước dừa đã được nêm một ít đường, một ngọt, muối, nước mắm, tiêu, hành, ngò, ớt gì đó. Các gia vị vậy anh em thích loại nào? Rồi. Đâu có hấp nước đâu sợ. Rồi, bắt lửa lên anh ơi. Rồi, lửa lên rồi. Rồi, anh em ra trước nghỉ ngơi xíu đi. Rồi, chào các anh em. Tiếp theo của chương trình hướng dẫn anh em sẽ mằn con cá la hán. Bộ lộn con cá lau kiến ăn cái gì? Mặn như thế nào thì sau khâu luộc xả, nấu nước xả thì chúng ta khi nước sôi lên thì chúng ta bỏ cá vào. Đây, anh ấy sắp cho nó đẹp. Để quay cho anh em coi với thực tế thì khi chúng tôi ăn chúng tôi đổ xà bằng vô luôn à. Còn bây giờ anh ấy sắp cho các anh em đây. Đó. Sắp mang cá bự trước nha, nó tại nó lâu chín nha các bạn. Ờ, mang cá bự mình bỏ dưới. Nhỏ mình để trên. Đó. Dạ có tấm cơ su hai chiếc cũ nữa. Dạ. Xả trước ạ. Đây anh ấy đang bỏ cá vô. Cái hoàng này là trứng nè anh em. Trứng à. Trứng con cá lau kiến. Để nắp lại cho nó hầm hơn. Chắc phải thêm miếng nước quá, thấy lưng quá. Thêm miếng nước đi. Thêm miếng nước đi. Rồi mình bỏ vô hết luôn. Đó, đây là chúng ta đã bỏ cá lau kiến vào trong nồi. Tại câu chuyện con này lẫn lộn với la hán đọc bậy nãy giờ hoài à. mỗi lần đọc tên nó phải đọc kỹ cá lau kiến. Nó hồi nó đọc cá lau hán phải cá lau hán hả? Em làm gì biết câu chuyện đó không? Câu chuyện đó là do anh sáng tác mà, câu chuyện la di chuyện. Sợ cái nồi không đủ sắt trời. Ồ, các anh em thấy vô quá trời nhiều rồi. Nguyên một nồi sắp không đủ luôn rồi. Bây giờ chúng tôi phải tìm phương án tiếp theo. Đó chính là thêm nước vào. Mà cái này đổ nước xong mới ngon nha các bạn. Đổ nước xong.
thì anh em chỉ có con đường đổ vỏ thôi. Tại vì nó nhiều anh ấy dụ dỗ. Tại vì cái nước sông mình nó có nhiều nguyên liệu, nó nhiều yếu tố lắm nha. Cái gì cũng có. Đây anh em coi chị đẹp. Đó, nhìn con nào nấy như vậy gồng vậy ha. Đó. Rồi, được rồi bạn ơi. Lấy nắp lại. Rồi, nắp cho kín lại. Cái nắp nào ta? Cái nắp. Có cái nắp bự nào không? Mình đậy lại chờ nó sôi lên là bắt đầu được rồi đó anh em ơi. Vừa kín luôn. Wow, vừa kín luôn. Yeah. Đó, nó đó. Ok, ok. Thêm lửa lên. Rồi, ok. Rồi, được rồi. Anh em chờ tiếp theo nha. Rồi, chín chưa Út ơi? Chín rồi. Yeah. Có nêm gì nữa không Út? Nêm bột ngọt, muối. Nêm bột ngọt, muối. Yeah. Cá này chúng ta luộc tầm 1-2 phút vậy thôi. Tại vì mau chín lắm. Đây. Để zoom to cho anh em coi. Đó. Nó đã chín rồi đấy. Rồi ok. Rồi tiếp theo làm gì đây? Gắp cái ra dĩa hả? Gắp cái dĩa. Rồi anh em dọn chén bắt đầu thưởng thức. Cái này là chấm cá hả Út? Phải không? Muối muối ớt hả? Ừ. Mình chấm trái cây chứ. Ừ. Vì cá mình chấm gì? Chấm này luôn phải không? Không. Vậy là chấm muối ớt luôn. Rồi bắt đầu anh em mình bắt đầu thôi. Đây thật là tuyệt vời. Thôi thằng lo ngủ đầu mình đem nước mưa uống nha. Ủa ơi, cá chín rồi mình tắt lửa không không? Mình tắt lửa hay để lửa? Mình tắt lửa được chưa? Thơm quá anh em ơi, thơm quá. Nghe mùi xả không vậy? Thơm bước luôn á. Lắm thơm mà không biết chín chưa, quan trọng đó. Để hỏi luôn. Chắc là chín hay gì rồi. Mềm méo dân rồi. Mềm chưa? Thịt mềm méo dân rồi. Chở đường nè, đụng vô nè. Thử 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 đi, thử con ơi. Út. Đụng vô con thử ơi, vẽ thịt ra thử ơi. Thiệt. Chín nè, chín nè. Chín rồi phải không? Ừ. Hôm sau cá nó nhả nước ra giữ vào nguyên nồi nước luôn kìa. Trời ơi, tao nhả nó nhăn nó đổ vô đó. Hồi nãy đổ vô có một miếng mà, giờ nó ra nồi luôn. Ba ca rửa đâu, đổ vô xíu. Thơm mùi xả ghê luôn á. Ok chưa? Bụng má tao niêm một cái còn hơn là nhà hàng đó ông. Ôi, nãy thêm út mới niêm nè. Ôi, nãy thêm út mới niêm rõ ràng. Ừ. Mẹ còn hơn cái nhà hàng nữa. Mà dở nắp ra nghe mùi xả này Út biết con tưởng món gì không? Gì? Rắn luộc xả. Thơm đó. Mà con đâu ăn, đâu có ăn rắn đâu. Chín rồi trời. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Chín rồi, được rồi. Bưng bưng nguyên nồi ai? Từ từ ra chứ sao bưng nguyên nồi? Dạ. Để nó gấp ra. Đây nắp gì đó, đây nắp coi coi chừng không? Tắt lửa đi, tắt lửa đi bạn ơi. Ok. Hay con nghĩ. Con nghĩ cho gọn mình mà. Mình gấp ra dẻ rồi. Dẻ bò né được ha. Được 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 được. Ok ok ok. Ok, ngon lành ngon lành ngon lành. Biết ra mà. Kệ lấy ghế kê đi. Kê cho nó đừng nóng. Rồi 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 rồi. Chưa lạnh đâu phải ơi, lấy dừng giờ lên thôi. Quá đã quá đã quá đã, cái này còn gì bằng nhậu chết bỏ luôn anh em ơi. Nhậu chết bỏ luôn. Công an. Điện công an vô. Tối nay là nhậu chết bỏ. À, sao là đây là thành phẩm của chúng mình hồi nãy giờ nha các bạn. Rồi ok. Bạn có muốn nói gì không? Đây. Đây là cái thành quả của mình khi mình hầm xả với nước dừa các bạn. Luộc xả không nội ơi, có gắn đâu mà hầm. Đó, gà mới hầm. Rồi ok. Gắp ra dĩa, gắp ra dĩa. Húp 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 miếng coi. Húp miếng nước thử coi. Thử 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 coi. Rồi, sao rồi bạn? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trời ơi, con này tê tái làm người, corona nào chịu nổi. Tê tê tê, phê phê, bạn ấy đã phê rồi. Wow. Trời trời,
Ê, gấp gấp từng con á, để gã gã. Đó, đi, bắt đầu chuẩn bị luôn đi. Một người cầm dĩa đi, người gấp cho dễ. Đó rồi. Hợp tác nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Thế là chúng ta đã có món cá cá lau kiến. Cá lau kiến luộc xả sau một thời gian dài các anh em phải đi 12 cây số loại bộ đó anh em. Là bộ 2 cây số qua con đồi suối bên kia để giăng lưới mới dính được mấy con này. Đó. Và hồi nãy anh em cũng thấy rõ là chúng tôi phải mằng rất là cực khổ. Bây giờ là bắt đầu thành quả rồi. Cá này là chị em phụ nữ nào mà chưa có gãi hoặc là chưa có chồng thì ăn cá này vô sẽ là mong muốn lấy chồng nha chị em. Trường sinh bất tử hả? Anh em nào mà muốn có gãi thì liên hệ với mình ha. Để mình giới thiệu cách bắt cá này, bạn bắt cá này xong rồi bạn có gãi ha. Cách bắt cá này xong có gãi ha. Lý do mình chia tay gãi là nãy bạn cũng biết rồi, do mình... Do bạn chặt dừa. Chia tay với bạn. Do bạn chặt dừa, bị gãi bỏ. Ủa múc nước ra đây luôn không á? Hả? Nước luôn không? Trời luôn, nước luôn. Hay là nước bỏ vô chén húp. Tao sẽ nước tao. Nước rót múc vô chén đi. Nước dừa với xả mà thơm mà, thơm mà. Trời nước dừa. Wow. Ôi tự nhiên sao dĩa này cá bự không đó. Mấy con cá bự mình lặt ở dưới mà. Mấy cá bự mình để dưới trước đó, cho nó chín. Đó. Để cho nó ngăn đi, để ngăn. Qua đà, qua đà, qua đà. Đây hai bạn trai này là lần đầu tiên làm món cá lau hán. Ô lộn, cá lau kiến. Hai bạn ấy còn lộng cộng quá. Nhìn cách bạn ấy cầm đũa và cầm cái giáo là tôi biết bạn ấy mười mấy năm rồi mới đụng tới. Ủa, tiên ơi, tiên. Con quay cho bạn lịch sự chứ tụi mình là ăn bốc rồi các bạn. Bốc rồi không? Bốc không mà quay với bạn xem cầm đũa cho lịch sự bạn. Cầm đũa cho lịch sự thì ra đó là thằng này đủ mà nó gấp cái đó qua bên bển cá bự bên đây mình cá nhỏ kìa. Đâu tại vì mấy con bự mình để dưới trước á bảy. Hồi nãy mình sắp bự trước mà. Trời ơi là trời, mày bưng lên mày đổ vô cái mẹ nó cho gọi. Rồi, vậy được rồi, lát ai muốn húp nước chưa, thì múc riêng. Gắp mấy cá bự vô đây luôn. Gắp 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 vô luôn. Thử miếng ơi. Thử chứ miếng ơi. Cầm kem, cầm giùm anh hai ơi. Thử miếng cá coi. Kim đi dắt mẹ đi. Đừng xương, bỉ mẹ là đừng xương. Này ăn xương luôn chứ. Xương ăn luôn để cho chết nó giận nổi. Ăn xương luôn chứ. Bỏ xương vậy trời. Nó rồi cá bỏ gạt mà. Cái này là nó nóng từ thịt nó ngọt. Nó nóng từ thịt nó ngọt. Sống từ thịt từ xương. Chấm đây nè. Đây đây, tôi chấm muối ớt nha anh em. Rồi, đây. Vô, cũng ra đi. Dép qua ai đó ngồi. Kìa, anh đi vô lấy hai mấy cái đồng. Ngon quá anh em ơi. Ngon quá. Cho ba chỗ nào có ngồi được. Ngon quá. Rồi, cảm ơn. Ông nội vô đi ông nội. Ông bác ở đây ông bác. Kim Giang đi cưng. Vô đi. Rồi anh em lên bia đi, lên bia đi. Rồi anh em cứ bia vô, mình vô một cái đi. Vô một cái đi anh em ơi, anh em cứ đi vô một cái coi. Rồi sắp ra. Đi qua đây. Rồi, khui bia ra đi, khui lên. Khui bia ra anh em ơi. Rồi, anh em vô đi. Anh ngồi đâu vậy? Ngồi đó đi, anh ngồi góc này cho. Đây, để con để lại. Cái ly hai. Cái ly không? Không uống được. Cái này là bỏ chua. Đâu đâu uống đâu. Đây ba đứa tôi uống cái này rồi. Đây đây ly là ốc, chưa ly rồi. Đây nè. Cái này đi khỏi gì nữa. Mẹ. Cái bên đây thằng có gì tao bảy tiền. Mẹ gì. Chắc mà dính. Gì đó, ổng có chứ dân ở không có dính gì bằng ổng. Ngặt vậy đó. Không sát cá là dân dính đâu. Rồi, vô một cái chúc mừng thành quả hôm nay cá lau kiến của chúng ta. 1 2 3 vô. Vô, đi vô lấy đựng cái gì đựng xương thêm đó mà.
Đây. Để cái tôi đó, để đây. Đây là đó. Món chấm. Rồi Út thử đi Út. Út thử vô đi. Bảy nè ông nội. Rồi ăn đi. Nè, ăn cái này đi. Có ăn cái đậu phải không? Sao Út có cảm nghĩ gì không? Chút. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời hả? Tuyệt vời quá. Sao chú Bảy? Con chịu rồi nó. Ôi trời, cái này mà đủ hút cái miếng này vô một cái nữa thứ gì chưa nói. Rồi. Chú Bảy là người chết đó. Sao hoàn tất, chúng ta đã thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like subscribe kênh chúng tôi. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.